Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hòa Bình đón nhận bằng công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công đoàn Sơn La đồng hành để phát triển doanh nghiệp. Lào Cai bảo vệ môi trường với gìn giữ những nét đặc trưng của văn hóa người Tày. Dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức chương trình nghệ thuật Hòa Bình, Thanh âm xứ Mường và Các Ni Van năm 2022, đồng thời đón nhận bằng công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh. Tri thức dân gian Lệch Tre và lễ hội truyền thống Khai Hạ được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn liền với nền sản xuất nông nghiệp lúa nước, thể hiện trình độ phát triển cao, không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Mường mà còn là niềm vui chung của các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong quá trình lập hồ sơ đề cử, xem xét đánh giá công nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã công bố và trao bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tỉnh Hòa Bình là tri thức dân gian Lệch Tre và di sản văn hóa lễ hội Khai Hạ của người Mường. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung vào diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao, được huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xác định là giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện tiêu chí thu nhập. Toàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có 21 hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đang triển khai 6 dự án sản xuất hữu cơ với trên 30 ha. Ngoài ra, những chương trình chính sách hỗ trợ vay vốn đã kịp thời trợ lực cho người dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Hàm Yên đang khoác lên mình diện mạo đổi mới từng ngày. Mức thu nhập bình quân của huyện Hàm Yên hiện đạt hơn 36 triệu đồng một người một năm. Nhiều làng quê khang trang hơn với đường sạch, nhà đẹp và những mô hình sản xuất an toàn. Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác kiểm tra, góp phần kiểm soát, ngăn chặn tình trạng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra tại 5 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 6 cơ sở, xử phạt hành chính trên 8 triệu đồng. Để công tác quản lý được hiệu quả, cùng với nâng cao chất lượng tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các tổ chức cá nhân, cần quản lý chặt chẽ đối với các thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ngoài danh mục, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, buôn bán, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho các em, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em và thanh thiếu niên. Lục Yên là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có nhiều suối, thác nước. Bên cạnh đó, đa số các hộ gia đình đều có ao nuôi thả cá gần nhà. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ. Bởi vậy, mùa hè năm nay, các lớp học bơi ngay tại lòng suối trên địa bàn huyện Lục Yên đã được tổ chức, thu hút đông đảo trẻ em tham gia và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh. Chỉ trong 10 ngày, hầu hết các em đều biết bơi, được học kỹ năng xử lý, cứu nạn khi gặp người đuối nước. Các phụ huynh đều yên tâm hài lòng khi con em mình được tham gia lớp học bổ ích ý nghĩa này. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng hành với tổ chức công đoàn, quan tâm chăm lo thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Công ty cổ phần nông nghiệp Triềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất kinh doanh ngô giống, ngô ngọt và cung ứng phân bón. Mặc dù luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trong sản xuất kinh doanh, song ban giám đốc công ty luôn phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn phát huy vai trò chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Để đảm bảo cho duy trì cái việc sản xuất kinh doanh của công ty ổn định thì cái việc chăm lo cho người lao động là một cái điều là công ty đặt đến là hàng đầu. Thì công ty đã phối hợp với công đoàn cơ sở để chăm lo người lao động trong công ty là cả về vật chất và tinh thần. Đối với những cái
chế độ mà công ty cũng đãi ngộ cho anh em công nhân ấy, thì với chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm công tác và cũng tin tưởng hoàn toàn vào công lãnh đạo của công ty ạ. Và chúng tôi có những trong cái quá trình sản xuất có những cái gì đề xuất ấy, có thể thì chúng tôi sẽ đề xuất với bên công đoàn để cũng giúp công ty là cũng ngày một phát triển hơn ạ. Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 3.150 doanh nghiệp đang hoạt động với hàng nghìn lao động trực tiếp tham gia lao động. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, nhất là trong bối cảnh khó khăn trong sản xuất kinh doanh như hiện nay, các công đoàn cơ sở tiếp tục chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp. Trong thời gian tới thì tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện tốt việc xây dựng các cái quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp trong tình hình mới, để phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm chăm lo hơn cho người lao động, để người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp và công đoàn cùng đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên và người lao động, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, vùng đất Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, đó là những lợi thế để cấp ủy chính quyền xã tập trung phát triển du lịch cộng đồng. Làm du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn từng bước làm thay đổi nếp sống của bà con người Tày nơi đây. Việc nhà nông bận rộn, nhưng mỗi ngày chị Lương Thị Quyên, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn dành thời gian để quét dọn vệ sinh nhà cửa, chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi ngôi nhà sàn của gia đình đang là homestay đón khách du lịch đông nhất của xã Nghĩa Đô. Cảnh quan mình phải đẹp, phải trồng nhiều hoa này. Khách đến nhà ấy thì mình có phải có cái dịch vụ là chăn màn sạch sẽ, gọn gàng, xếp ngăn nắp. Bây giờ đã có khách đến nhà rồi thì khách đổ rất là nhiều. Quán triệt là mỗi bà con là phải có cái trách nhiệm chung. Mỗi hộ gia đình phải có tự giác, tức là có một cái hố rác để thu gom rác thải vào của các hộ gia đình. Vào ngày thứ bảy là họ sẽ tổng, các hộ sẽ vệ sinh, tức là ngõ xóm, nhà cửa của mình. Với phương châm bảo vệ môi trường đi liền với gìn giữ những nét đặc trưng của văn hóa người Tày, xã Nghĩa Đô đã huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể vào cuộc. Hai bên đường làng được trồng cọ, loại cây đặc trưng của vùng quê này. Đoàn thanh niên xã đan sọt đựng rác bằng tre nứa đặt tại các trục đường, khu vực đông người qua lại và nhắc nhở người dân phân loại rác tại nguồn. Qua một năm qua triển khai thì thấy rằng là cái bà con nhân dân là cũng rất là hưởng ứng mạnh mẽ về trong cái công tác vệ sinh môi trường. Thứ nhất thì bà con nhân dân cũng đã biết sắp xếp lại các cái vị trí chăn nuôi. Đối với cái chuồng trại thì bà con nhân dân cũng đã chủ động là xây cái ga thu nước thải và qua xử lý thì mới cho ra môi trường. Với quyết tâm xây dựng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên là một điểm du lịch được du khách nhớ đến, là nơi suối sạch đồng xanh. Bằng những giải pháp phù hợp, địa phương này đã từng bước hình thành được thói quen trong nhân dân, đưa việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả cộng đồng và hệ thống chính trị, góp phần tạo nên sức hút cho điểm du lịch cộng đồng Nghĩa Đô. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022. Tỉnh Lào Cai, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Tỉnh Lai Châu, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Tỉnh Điện Biên, trời có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Tỉnh Sơn La, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Tỉnh Yên Bái, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Tỉnh Phú Thọ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Tỉnh Tuyên Quang, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Tỉnh Hà Giang, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.